Hôm nay là thứ bảy ngày 27 tháng 5. Bây giờ buổi sáng, rất nắng, trời nắng. Hôm nay sẽ rất nóng trong cô bé. Giống như chính là mùa hè. Chính là mùa hè, mà sao nhìn hạt ra này, của là này. À, bắt đầu học tập tiếng Việt nha. Việt Nam quyển sách này là Việt Nam Lesson to trang 227. Đây là ngữ pháp giải thích ngữ pháp, giải thích ngữ pháp, giải thích ngữ pháp, giải thích ngữ pháp, giải thích ngữ pháp. Mình bộ giải thích ngữ pháp bằng một cách theo một cách nhìn theo sự chế độ phục sức các sự tiền sai ông đó. Tôi lấy ví dụ tốt, nhưng mình thì cảm thấy một cách rõ ràng là bản thân trưởng thành hơn sau những lần gặp gỡ đó. Ừ, ちょっと複合的な文章は難しいね、これね。でも私ね、そのたくさんの出会いの後で私自身成長してきたとはっきり感じるんだ。ここでその複式化してるっていうのは、ゾウザンっていうのは、はっきりしてるっていう、もともと形容詞のね、はっきりしてる。ゾウザンを動詞を修飾する、副詞にするためには、もう、たっ、ゾウザン。何を就職してるかというと、感体、感じる。この動詞をね、この動詞を就職して、就職するための副詞。それが、まあ、ゾウザン。はっきりと感じる。感体、まあ、ゾウザン。うん。だけどね、私はね、感体、まあ、các rõ ràng その後で、何を感じるかという目的語の部分が、目的語の部分ちょっと長い文章になってるけど、ラバンダントゥオンタイン、バンダン自身、私自身、バンダン、トゥオンタイン、これは成長する。簡易語で言うと調整だけどね、ひっくり返して成長する、日本語的にはね、成長する。中音単位、中音単位本、より成長した。中音単位本、何のにと比較してかというと、その後ろに言ってるね、sau những lần gặp gỡ と後で、những lần、いくつかの会、gặp gỡ と出会い、いくつかの出会いを重ねた後で、より成長、私自身成長したとはっきりと感じられるんだよ。でもね、私はねっていうね、後ろからずっと言ってるとそういう形だよ。Nhưng mình thì cảm thấy một cách rõ ràng là bản thân thu hoàn thành hơn sau những lần gặp gỡ đó. Nè, 他の例もね。Họ đang nói chuyện một cách thân mật, các là xa xứ thân mật. Họ đang nói chuyện một cách thân mật, xa xứ. Một cách thân mật, xa xứ, nói chuyện một cách thân mật, xa xứ thân mật. Họ đang nói chuyện một cách thân mật. Tiếp, cô Hoa đã giảng một cách dễ hiểu もちろんこれは分かりやすい。分かりやすいを副詞化して分かりやすくゼアンする。ゼアンというのはこれは簡易語で言うと行動の功を講じる。だからまあ教える、解説するとかね。ゼアン。ゼアンはかくぜひゅ。ゼアンもかくぜひゅね。ここはだ、ゼアンもかくぜひゅ。ここは先生は分かりやすく解説した。
tiếp tôi định giải quyết tôi định giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng là gọi là sự vay của một cách nhanh chóng và sự vay số phục sức khỏe một cách nhanh chóng sự vay ngành sự vật tôi khai giải quyết một cách nhanh chóng. この、まあ、解決の目的語自体は解決版でない。この問題を。で、その後ろで、わかってんちょん。まあ、なるべく、あのね、早く、素早く解決するつもりです。といてん。といてん、解決版でない。もっかく、にゃんちょん、にゃん、にゃん、にゃん、にゃんちょん、にゃんちょん、もっかくにゃんちょん。Tôi định giải quyết vấn đề này một cách tránh cho ai nhanh chóng. Hãy tiếp. Nám là ngay ngay nhìn. Là để A là để B ngay ngay nhìn. A sử dụng là B sử dụng là A là để B. Tôi bảo chúng mình cố gắng học tập là để có thể gặp được những người tuyệt vời và làm cho cuộc sống thêm phong phú. このね、なかなか優等生的なこんなことをね、日常会話でなかなか言うことはないけど、まあまあこれはね、勉強でこれがこういうことは言えればね、もっと簡単に言えるだろうから、すべてこう言わずに追っていくと、中民高岩発達、私たちは一生懸命勉強する。中民高岩発発達らです。A ここの部分が、ね、前半の A。私たちが一生懸命勉強するのはラで何々のため B のためその B の部分はラで肯定がだ人類的ボイ何々できるため何かというと会うことができる何会うかを伺うと人々的ボイ素晴らしい人々と出会うためそしてバーランチョー国村天峰府乱朝国国村これは刺激的な感じだよね乱朝乱朝国村生活を人生をって言ったのかな人生を天峰府より豊かにするためなんだよね私たちが一生懸命勉強するのは素晴らしい人と出会って人生をより豊かなものとするためなんだね中民高岩国タプラで肯定が gặp được những người tuyệt vời và làm cho cuộc sống thêm phong phú là để nè là để hoặc là để mình nè ví dụ khác là câu này tôi học tiếng Việt là để đi du học ở Việt Nam tôi học tiếng Việt là để đi du học ở Việt Nam tôi học tiếng Việt là để đi du học ở Việt Nam chị ấy ăn kiến đấy rồi chị ấy ăn kiến là để mặc váy cuối ô chịu tạm biệt con chó đây sử dụng là wedding dress ô chịu tạm biệt chị ấy ăn kiến là để mặc váy cuối Vậy cưới có cái bài hát song rất là xinh đấy. Thầm này có là vậy cưới. Đúng không đó? Tức là đúng không? Chị ấy ăn kiên là để mặc vậy cưới. Hãy tiếp sau dù dù thế nào cũng muốn đồ sĩ. Đồ sĩ là một ngành nghề đồ sĩ ở đây. Dù thế nào cũng muốn đồ sĩ.どうせ何にしたい例えば、ビーズ。バイ。バイ。ねん、どうせ何を、みんくんもん、さんやったん、ずはくたい。だから私、どうしても日本に留学したいな。バイ、ねん、バイ。バイ、ねん、どうせ何を、みんくんもん、さんやったん、ずはくたい。ずはく、ずはく、これ。
素直に対岸、対岸だね、これね。十北台三日半、十北台、どうしても日本語としては、十手なお、民君も三日半、十北台強い願望を表明する形式であって、主語は図体なおの前後どちらに置くこともできる。例を見てみると、図体なお、君も提報中大学を東京。私はどうしても東京の大学に入りたい。提報か。T はテスト。テストだね。提報。まあ、受かって、大学に受かって東京の大学に行く。どうだね。提報。中央大学を東京对主体なお君も提报中央大学を東京私はどうしても東京大学に行きたい贴对主体なお君も vượt đi trên con đường nghệ thuật 私はどうしても芸術の道を歩んでいきたい对主体なお君も vượt đi con vượt っていうのはステップだね階段の vượtガウタンとかね、階段のステップ。それは物理的なステップでもあり、抽象的概念のね、一歩一歩歩みを進めるっていうステップということでも使うのね。これは、僕ディ、何々、チェン・コンドン。もうね、これもね、コンドン。もちろん道路だけど、これは芸術の道という抽象的なね、例えで。ディ・コンドン・ニエトワ、ニエトワ。芸術の道、芸術の道に歩みを進める。僕、ディーチェンコンドゥン、ゲートは、トイズーハク、ズーテナオクモン、僕、ディーチェンコンドゥン、ゲートは、ゲートは、ゲートは、ね。で、アインタナカ、ノイラ、ズーテナオクモン、コー、コンガイ。田中さんはどうしても女の子が欲しいと、娘が欲しいと言ってるね、子供をね。anh ta nói nói là anh ta nói là dù thế nào cũng muốn có con gái có lẽ ちゃんと娘自分の娘っていうあるしないとねなんかね違う意味に捉えられることもあるのかな女の子は欲しいってまあそれを置いといて anh ta nói là 田中さんは言ってることはずーてーなおくんもん、どうしても欲しい。何にしたい。こう、今回、まあ、娘があるという状態にしたい。まあ、つまり娘が欲しい。てー、ずーてーなおくんちゃいといくんもん、ちょーたいんかし。私の息子はどうしても歌手になりたいと言ってる。ずーてーなお、con trai tôi cũng muốn trở thành ca sĩ dù thế nào con trai これだから主語をね中に入れてもいいし全どっちに後ろに前に置いてもいいしだから con trai tôi dù thế nào cũng muốn trở thành ca sĩ でもいいし dù thế nào con trai tôi cũng muốn trở thành ca sĩ どっちでもいいってことねはい。こんな感じかね。よし。ああ、また、目に置く。プールは、今日はさすがに休日まで泳いだからね。多いね。泳いでるね。うんごい、だん、ぼい。ああ、ちょん。火锅，火锅，火锅街。